Good morning. Ok, hello class. Hôm nay thầy sẽ nói về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh nhé. Thì trong cấu trúc so sánh thì chúng ta có hai loại, đó là cấu trúc so sánh hơn và cấu trúc so sánh nhất. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ nói hai loại thôi, đó là cấu trúc so sánh hơn và cấu trúc so sánh nhất. Rồi, khi nói tới cấu trúc so sánh, chúng ta phải nhớ tới một loại từ, đó là tính từ. Thì tính từ trong cấu trúc so sánh thầy sẽ chia nó làm hai loại, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Vậy thì những tính từ nào được gọi là tính từ ngắn và những tính từ nào được gọi là tính từ dài? Thì chúng ta có thể phân biệt nó như thế này: những tính từ có một âm tiết thì chúng ta gọi nó là một tính từ ngắn, hay hiểu một cách đơn giản, những tính từ mà chúng ta đọc chúng ta cảm thấy nó ngắn, được chưa, thì nó là những tính từ ngắn. Ví dụ số 1, mấy em nhìn vào đây, đó là những tính từ ngắn. Chúng ta có chữ small, big, tall và short. Đây là những tính từ ngắn, nó chỉ có một âm tiết mà thôi. Rồi chúng ta nhìn vào ví dụ thứ hai, đây là những tính từ dài có từ hai âm tiết trở lên: enormous, handsome, beautiful, interesting, exciting. Thì mấy em nghe thầy đọc thì nó rất là dài đúng không? Nó khác hoàn toàn với cái ví dụ số 1. Rồi, như vậy thì cái đầu tiên chúng ta phải nhớ là tính từ trong cấu trúc so sánh chúng ta sẽ chia làm hai loại: một là short adjective, tính từ ngắn; hai là long adjective, tính từ dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu trúc so sánh đầu tiên, đó là cấu trúc so sánh hơn. Rồi, cấu trúc so sánh hơn áp dụng đầu tiên đối với tính từ ngắn thì chúng ta chỉ cần thêm er vào cái tính từ ngắn đó để viết trở thành cấu trúc so sánh. Và sau đó thì chúng ta thêm một cái chữ, đó là chữ than, được chưa? Rồi, ví dụ như em: he is taller than my brother. He is taller than my brother. Rồi, anh ấy thì cao hơn em trai của tôi. Thì chúng ta nhìn vào cái tính từ tall, tính từ cao, đây là một tính từ ngắn, tại vì nó chỉ có một âm tiết. Chúng ta chỉ cần thêm er vào và thêm một chữ phía sau, đó là chữ than, được chưa? He is taller than my brother. Anh ấy cao hơn em trai của tôi. Mấy em lưu ý, đối với các tính từ ngắn mà nó kết thúc là một phụ âm mà đứng trước nó lại là một nguyên âm thì chúng ta phải gấp đôi cái phụ âm đó trước khi thêm er nhé. Rồi ví dụ nè, chúng ta có tính từ big. Tính từ big, mấy em thấy nó kết thúc là một phụ âm, đó là phụ âm G. Thấy chưa? Và đứng trước nó là nguyên âm, đó là nguyên âm I. Như vậy chúng ta trước khi chúng ta thêm er để tạo thành cấu trúc so sánh thì chúng ta phải gấp đôi cái phụ âm đó, tức là chúng ta phải viết gấp đôi chữ g lên, được chưa? Sau đó chúng ta mới thêm er và vẫn thêm chữ than phía sau đó như bình thường. Your room is bigger than mine. Cái phòng của bạn thì nó to hơn cái phòng của tôi. Rồi, cấu trúc so sánh hơn áp dụng đối với tính từ dài thì chúng ta điều đầu tiên chúng ta phải làm, đó là thêm chữ more vào trước cái tính từ dài nha, thêm chữ more, và sau đó thì chúng ta thêm chữ than, cũng giống như đối với tính từ ngắn thì chúng ta cũng có chữ than để dỡ. Ví dụ: she is more beautiful than her sister. Cô ta thì đẹp hơn chị gái của cô ta. Rồi, vậy chúng ta thấy chữ beautiful nó là một tính từ dài nha mấy em, một tính từ dài. Vì vậy chúng ta phải áp dụng công thức là thêm chữ more trước tính từ dài và thêm chữ than sau tính từ dài đó. She is more beautiful than her sister. Rồi, mấy em lưu ý như thế này: đối với các tính từ mà dài, tức là tính từ có hai âm tiết á, đi mà nó kết thúc là một chữ y dài, kết thúc là một chữ y dài, thì chúng ta sẽ biến y dài đó thành y ngắn và chúng ta thêm er như một tính từ ngắn. Rồi thì nhắc lại nha, đối với các tính từ dài, tức là tính từ có hai âm tiết trở đi mà nó kết thúc là y dài thì chúng ta không chia nó giống như là tính từ dài được, mà chúng ta biến cái y dài nó thành y ngắn và chúng ta thêm er giống như cách mà chúng ta làm với một tính từ ngắn, được chưa?
Ví dụ mấy em có chữ busy, bận rộn. Busy có nghĩa là bận rộn. Rồi, chúng ta sẽ chia bằng cách đó là chúng ta biến hiện dài thành hiện ngắn và thêm er, busier có nghĩa là bận rộn hơn. Chứ chúng ta không nói là more busier, được chưa? Chúng ta không nói là more busier mà chúng ta phải nói là chúng ta không nói là sorry mẹ. Chúng ta không nói là more busy mà chúng ta nói là busier. Noisy thành noisier, lazy thành lazier, happy thành happier, ok? Mấy em lưu ý ở chỗ này nha. Rồi, cấu trúc so sánh số 2 đó là cấu trúc so sánh nhất. Thì cái gì đó là nhất, ai đó là nhất, thì đó là cấu trúc so sánh nhất. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy. Thì cấu trúc so sánh nhất chúng ta cũng sẽ áp dụng đối với tính từ ngắn và tính từ dài như sau. Đối với tính từ ngắn thì chúng ta thêm chữ the trước tính từ ngắn đó. Và chúng ta thêm est, thêm cái est này vào trong tính từ ngắn đó để viết thành câu so sánh nhất. Đầu tiên là phải có the, phải có the, và sau đó sẽ là thêm est vào trong cái tính từ ngắn đó. Và ở cấu trúc so sánh nhất thì chúng ta không có chữ than nha mấy em, không có chữ than giống như so sánh hơn, được chưa? Rồi ví dụ nha mấy em, this is the smallest box that I have. Đây là cái thùng nhỏ nhất mà tôi có. Rồi như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái chữ small nó là một tính từ ngắn. Vì vậy chúng ta sẽ thêm chữ the phía trước tính từ ngắn và thêm est vào cái tính từ ngắn này, biến nó thành smallest. Được chưa? This is the smallest box that I have. Và mấy em lưu ý như sau. Đối với cái tính từ ngắn mà nó kết thúc là một phụ âm, nó là một phụ âm nha, mà phía trước nó là một nguyên âm. Ở đây thầy viết bị nhầm nha mấy em. Rồi, kết thúc là một phụ âm mà đứng trước nó là một nguyên âm thì chúng ta cũng sẽ gấp đôi phụ âm đó trước khi thêm est. Ví dụ chúng ta có tính từ hot, nóng, thì khi chúng ta nói là nóng nhất thì chúng ta sẽ thêm chữ the trước nó. Và trước khi chúng ta thêm est vào cái tính từ hot này, chúng ta phải gấp đôi phụ âm t lên, được chưa? Rồi, this is the hottest soup I have ever eaten. Đây là cái súp nóng nhất mà trước giờ tôi từng ăn. Thì trong ví dụ này mấy em thấy chữ hot này kết thúc là một phụ âm t và phía trước nó là nguyên âm o, được chưa? Thì trước khi chúng ta thêm est, chúng ta phải gấp đôi phụ âm t lên. Chúng ta sẽ qua với cấu trúc so sánh nhất áp dụng trên tính từ dài. Thì đối với tính từ dài chúng ta cũng sẽ thêm chữ the, nhưng không phải là the xong rồi tới tính từ ngay, mà giữa chữ the và tính từ đó có thêm một chữ nữa, đó là chữ most. Để mấy em nhớ là trước cái tính từ dài đối với cấu trúc so sánh nhất á, chúng ta thêm hai chữ là the most, yeah, the most, và chúng ta cộng với cái tính từ dài đó. Và ở trường hợp này chúng ta không thêm bất cứ cái gì vào cái tính từ dài đó nữa hết nha. Thêm chữ the most trước tính từ dài đó là ok. Ví dụ she is the most beautiful girl in my class. Cô ta là cô gái đẹp nhất trong lớp học của tôi. Cô ta là cô gái đẹp nhất trong lớp học của tôi. Thì mấy em thấy chữ beautiful nó là một tính từ dài, như vậy chúng ta chỉ cần thêm chữ the most là biến nó thành cấu trúc so sánh nhất đối với tính từ dài. Beautiful là đẹp, the most beautiful là đẹp nhất, ok? Lưu ý nha mấy em, đối với các tính từ dài mà nó tức là những từ có hàm tiết trở đi mà nó kết thúc là y dài, thì trước khi chúng ta thêm est chúng ta phải biến y dài thành y ngắn để chúng ta mới thêm est. Ví dụ chúng ta có chữ busy thì chúng ta sẽ biến nó thành busiest,
chứ chúng ta không nói là the most busy, ok? Noisy thành noisiest, lazy thành laziest. Rồi, cái gì thì cũng có những trường hợp đặc biệt và cấu trúc so sánh nhất hay là cấu trúc so sánh hơn cũng đều sẽ có các trường hợp đặc biệt. Ở đây thầy có một vài cái tính từ nó có cái dạng tính từ so sánh nhất và so sánh hơn, nó hơi khác biệt so với những cái tính từ kia. Đây là tính từ mà chúng ta cần phải học thuộc lòng nha mấy em. Ví dụ chúng ta có chữ good, tính từ good thì so sánh hơn, có tính từ so sánh hơn của good đó là better chứ không phải là gooder, ok? Và so sánh nhất là best. Rồi chúng ta có chữ bad, xấu, dở, tệ thì so sánh hơn của bad là worse và so sánh nhất là worst. Tính từ far có nghĩa là xa, so sánh hơn đối với tính từ far đó là farther hoặc là further, mấy em biết cái nào cũng được. Và so sánh nhất với tính từ xa đó là furtherest, furtherest là xa nhất. Rồi thì có một vài ví dụ với tính từ ở trên. Number one, this computer is better than the old one. Cái máy tính này nó tốt hơn cái cũ. Đó thì chúng ta dùng better chứ chúng ta không nói là gooder nha mấy em. Rồi, number two, he is the best student in my class. Anh ta là cái học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi. Như vậy thì chúng ta nói là the best student, chúng ta không nói là goodest student, ok? Câu số 3, my phone is worse than yours. Cái điện thoại của tôi nó xấu hơn, nó dở, nó tệ hơn cái điện thoại của bạn. Đó, thì chúng ta dùng cái tính từ so sánh hơn của bad đó là worse, chứ chúng ta không thêm er và bad. Chúng ta không nói là my phone is better than yours, nha mấy em. Và cuối cùng là the distance from my house to school is further than yours. Cái khoảng cách từ nhà của tôi tới trường thì nó xa hơn cái khoảng cách của bạn, nhà của bạn tới trường. Như vậy chúng ta dùng cái tính từ so sánh hơn của far đó là farther, farther, ok? Hoặc là farther, cái nào cũng được, nha mấy em. Rồi, như vậy thầy vừa mới giới thiệu cho mấy em cấu trúc so sánh hơn và cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài và tính từ ngắn và tính từ dài. Như vậy thì thầy nhắc lại một lần nữa, khi nói về cấu trúc so sánh hơn và cấu trúc so sánh dài thì chúng ta nhớ tới hai loại tính từ, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Rồi đối với cấu trúc so sánh hơn thì khi áp dụng với tính từ ngắn chúng ta sẽ cần thêm cái gì? Error vào cái tính từ ngắn đó, và sau cái chữ R đó là chữ, sau cái tính từ đó thì chúng ta thêm chữ than. Đối với tính từ dài mà so sánh hơn thì chúng ta thêm chữ more trước tính từ dài và chữ than sau tính từ dài đó. Và mấy em lưu ý cái trường hợp đặc biệt nè, ví dụ như là chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm R, hay là chúng ta có những tính từ dài mà nó kết thúc là đuôi y dài thì chúng ta phải làm gì? Biến đổi nó thành y ngắn và chúng ta mới thêm er, chia nó giống như một tính từ ngắn. Thì mấy em sẽ cần phải lưu ý những trường hợp này. Bởi vì khi chúng ta đi thi thì khi mà ra những trường hợp này mấy em rất là dễ lầm lộn, mấy em phải học rất là kỹ nha. Rồi, như vậy thì thầy vừa mới nói xong về cấu trúc so sánh hơn và cấu trúc so sánh nhất đối với tính từ ngắn và tính từ dài. Rồi, thầy sẽ gửi cho các em một vài bài tập về cấu trúc so sánh này. Và hôm sau chúng ta sẽ lên lớp và chúng ta sẽ sửa nhé. Goodbye class. See you next time.